Huấn luyện viên Kim Eun-jung khẳng định U20 Hàn Quốc sẽ cố gắng hơn nữa để có thể ghi nhiều bàn thắng vào lưới của U23 Việt Nam trong trận tái đấu. Tôi biết đến đội tuyển Việt Nam từ năm 2018. Từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo tới đây làm việc, đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ qua từng năm. Rất khó để nhận định kết quả trận đấu ngày mai. Ở trận đấu đầu tiên, hai đội đã hòa nên hy vọng trận đấu tiếp theo sẽ càng hấp dẫn và có nhiều bàn thắng hơn. Tôi nhận được thông tin là U23 Việt Nam sẽ dùng nhiều cầu thủ tốt nên chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn cho trận đấu sắp tới. Hy vọng hai đội sẽ mang đến trận đấu hay và thú vị hơn. Trong khi đó, thầy Park tỏ ra thận trọng khi được hỏi sẽ sử dụng đội hình nào đấu U20 Hàn Quốc. Về sơ đồ chiến thuật ra sân, đó chỉ là con số thôi, không quá quan trọng. Điều quan trọng là trong trận, chúng tôi có đối sách thế nào để ứng phó đối thủ. Thanh Bình có thể đá lệch trái, chúng ta cũng có Quang Vinh đá vị trí này nhưng đang chấn thương. Ở UAE, chúng tôi cũng đã thử nghiệm Quang Thịnh, còn với Phan Tuấn Tài, vốn sở trường hậu vệ cánh trái, cậu ấy cũng có thể đá được trung vệ. Ngoài Nguyễn Tiến Linh thì chúng ta vẫn còn Lê Xuân Tú, Hồ Thành Minh, thậm chí Hoàng Đức cũng có thể lên đá tiền đạo khi U23 Việt Nam cần. Ở trận đấu đầu tiên là dịp tôi và cộng sự kiểm tra, đánh giá các cầu thủ mới. Còn trong trận lượt về tới đây, có thể các cầu thủ quá tuổi sẽ thi đấu.